Xong anh Nhật xin chào tất cả các bác. Em tiếp tục lên sóng phục vụ các bác chiếc máy rửa bát Panasonic TR9. Một con TR9 màu gold các bác nhá. Mã số 6. Đây, tình trạng và mọi thứ hoạt động ok, ngon lành, hoàn hảo. Mọi chức năng hoạt động tốt. Hình thức thì còn khá là đẹp. Chiếc TR9 đời 2016. Chiếc này thì em báo giá luôn, em bán là 5,2 triệu, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Các giá này của nó còn rất là mới luôn này. Mã số 6 các bác nhé, các bác nào có nhu cầu các bác ủng hộ bên em nhé. Một chiếc TR9 bảo hành 1 năm, giá 5,2 triệu, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Chào tất cả các bác.